bóc lên, nó bóc lên là bóc lên là dính, bóc lên là dính. Bị lỏng cái này anh siết lại mày mà. Siết cách nào má? Cái chìa khóa này nó nhận không? Quẩn thử ở đền không? Dạ, thử được chứ đó. Rớt cái là quả đến. Ủa? Cứng mà nó ngắt luôn rồi đó. Không mà thầy lấy ra vô cái nó bị lỏng nữa. Đó tại em cầm em quay á. Ờ. Để ý đi xem. Nó không ra lại nó lại. Thầy ăn cám luôn á. Cũng hay á. Thì cái món đồ này là món đồ bên ngoài, đâu phải đồ của nó đâu. Thank you.